những sao hoa ngữ nổi lên nhờ vai phụ đông hoa phượng cửa vụt sáng theo chúng tôi thì một diễn viên ngoại trừ nhân sắc tài năng và tài nguyên thì họ còn cần sự may mắn cứ đâu phải đóng chỉnh trong nhiều bộ phim lớn thì sẽ có thể nổi tiếng được đâu mọi người cứ nhìn địch đệ nhật ba hay cao vĩ quang mà xem họ lên đến đỉnh cao sự nghiệp là nhờ vai phụ đó thôi địch đệ nhật ba nếu nói tới hai bộ phim đóng vai phụ tiêu biểu nhất trong sự nghiệp của địch đệ nhật ba thì chúng tôi xin đề cử người tình kim cương và tam sinh tam thể thập lý đào hoa nếu như người tình kim cương giúp địch đệ nhật ba được khán giả biết đến nhiều, thì tam sinh tam thể thập lý đào hoa chính là phim đưa cô ấy lên đỉnh cao sự nghiệp. Nhưng chúng tôi nghĩ các mặt phim đều rõ, nhật ba trong những bộ này chỉ là vai phụ, và ba ban đầu vốn chẳng ai tin cô ấy có thể nổi tiếng như ngày hôm nay. Cao Vĩ Quang Bạn diễn của địch đệ nhật ba và Cao Vĩ Quang cũng đã có bước thăng tiến lớn nhờ vào tam sinh tam thể thập lý đào hoa. Trước khi đảm nhận vai đông hoa đế quân, Cao Vĩ Quang đóng vai phụ xong rất nhiều bộ phim, nhưng chẳng được ai chú ý. Thêm vào đó anh đã ngoài 30 nên khả năng nổi tiếng cũng khó khăn hơn. Mặc dù không thành sao đình đám như nhiệt ba, nhưng ít ra thì Cao Vĩ Quang cũng đã nhận được nhiều vai chính, sự nghiệp cũng rộng mở hơn trước đây. La Vân Hy La Vân Hy bắt đầu đóng phim từ năm 2014, vai chính hay vai phụ đều có cả, nhưng anh lại bị mờ nhạt hơn hẳn so với những đồng nghiệp cùng trang nữa như Lý Dịch Phòng hay tỉnh Bách Nhiên. Chúng tôi thấy việc La Vân Hy nhận đóng hương mật tựa khói xương là một quyết định đúng đắn anh bỗng trở nên nổi tiếng và là gương mặt được nhiều nhà sản xuất săn đón. Tuy hiện nay sự nghiệp của La Vẫn Hy đã qua thời kỳ đỉnh cao, nhưng chúng tôi thấy ít ra anh ấy vẫn có thể đóng vai chính trong một số dự án tầm trung. Đường Yên Các hoạt phim còn nhớ bộ phim kinh điển Tiên kiếm Kỳ Hiệp 3 hay không? Bộ phim này từng rất nổi tiếng. Trong tác phẩm này, Đường Yên đóng vai nữ phụ tử Huyên, vốn chỉ làm nền cho Dương Mịch nhưng ai ngờ rằng vai diễn của cô ấy còn lấn át cả nữ chính luôn. Đường Yên nhanh chóng trở thành tiểu hoa đán trên màn ảnh, sự nghiệp cũng thăng tiến, thấy bất ngờ. Thật ra thì chúng tôi thấy Đường Yên hợp đóng vai phụ hơn là nữ chính, cứ nhìn vai Tử Huyên là sẽ thấy cô ấy sẽ từng tỏa sáng tới mức nào. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của Pivelog. Cả nhà đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới và hot nhất. Xin chào và hẹn gặp lại!